Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Vân Hồ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trang cơ sở hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn gương người tốt việc tốt, vượt lên nghịch cảnh. Cuối chương trình là phóng sự nông dân Triềng Khoa nỗ lực phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Không lành lặn như bao người bình thường khác, ngay từ khi sinh ra, nhiều người đã mang trong mình những dị tật bẩm sinh khiến cuộc sống không hề dễ dàng. Thế nhưng thay vì dằn vặt người thân, gia đình hay chính bản thân mình, nhiều người đã đối diện với thực tại, nỗ lực vươn lên và sống có ích cho cộng đồng. Gần 50 năm qua, chị Vì Thị Ngói ở bản Mường Khoa, xã Triềng Khoa, huyện Vân Hồ không chỉ chấp nhận hiện thực rằng bản thân là một người khiếm khuyết với đôi chân dị tật bẩm sinh, mà hơn cả chị đã biến những khó khăn của chính mình thành nghị lực để vui sống mỗi ngày. Nhớ lại tuổi thơ với chuỗi ngày buồn tủi, nhìn bạn bè vui đến lớp, chị cũng muốn được cắp sách đến trường, nhưng lực bất tòng tâm. Bị tàn tật bẩm sinh, lúc sinh ra cũng như thế này, bố mẹ mất từ bé được mười mấy tuổi là họ làm theo mặt gối. Thấy làm đêm, làm đêm ngồi để kiếm tiền để rau mua gạo về ăn. Xong là sau này nhà nước cũng hỗ trợ ở căn nhà, cũng cảm ơn nhà nước. Mình cũng cố gắng để nuôi mình, để cho các em để đỡ vất vả. Dù đôi chân đi lại khó khăn, nhưng bù lại, chị Ngói có một đôi tay khéo léo, nhanh nhẹn. Để không phụ thuộc vào người thân gia đình, lớn hơn một chút, chị đã mày mò tự học thêm nghề may vá, sửa chữa quần áo. Không có người hướng dẫn hay được đào tạo qua trường lớp, thế nhưng dù là quần áo thường ngày hay các sản phẩm chăn gối chị làm ra đều mang đậm bản sắc đồng bào dân tộc Thái. Chỉn chu cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ, được bà con trong bản, trong xã và khách du lịch đặt mua. Từ đó chị có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày và tích lũy cho tuổi già. Gia đình chúng tôi là có một chị gái bị tàn tật từ bé bẩm sinh, là cũng nhờ anh em trong gia đình, bố mẹ cũng mất sớm thì anh em nuôi nấng nhau đến từng này tuổi. Thì bây giờ cũng có các hỗ trợ của nhà nước. Ngoài hỗ trợ của nhà nước ra thì chị cũng học may, học vá, làm gối, làm đệm, làm chăn để bán. Thì cũng đủ nuôi trang trải cuộc sống, giảm bớt cho anh em trong gia đình đỡ một phần nào đấy. Đôi khi niềm vui lại bắt nguồn từ chính sự thiệt thòi, khó khăn và cả những tháng ngày cơ cực, tưởng chừng như dưới đáy vực sâu. Giờ đây những sản phẩm thủ công do chính tay chị làm ra cùng câu chuyện về nghị lực vươn lên giữa nghịch cảnh đời thường đã truyền cảm hứng cho biết bao mảnh đời thiếu may mắn khác, đặc biệt là những người cùng cảnh ngộ. Hiện nay trong cái điều kiện kinh tế xã hội của huyện Vân Hồ còn gặp nhiều khó khăn, và đặc biệt là một số hộ dân cũng như là những đối tượng là người khuyết tật và trẻ mồ côi của huyện lớn cần rất nhiều cái sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tổ chức chính trị xã hội để giúp đỡ phần nào đó cho người khuyết tật trẻ mồ côi có cơ hội để vượt lên chính mình. Thế thì với vai trò là cái người mong muốn cầu nối giữa các tổ chức cá nhân, chúng tôi, Hội Bảo trợ huyện Vân Hồ đã xây dựng kế hoạch để kêu gọi các tổ chức xã hội quyên góp, ủng hộ và góp một phần vốn để chúng tôi có điều kiện giúp đỡ cho một số đối tượng là người khuyết tật trẻ mồ côi. Trong đó thì có trường hợp của chị Vì Thị Ngói của xã Triềng Khoa, cũng là một trong những cái đối tượng là người khuyết tật nhưng có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chị cũng vẫn cố gắng đã học may, tức là học một cái ngành nghề để tự tìm được cái nguồn vốn cũng như là các nhà hảo tâm người ta giúp đỡ để
tạo ra các cái sản phẩm đỡ giúp đỡ cho chị đấy có được cái thu nhập trong cuộc sống. Và chúng tôi cũng mong muốn là chúng tôi nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm cũng như là sự ủng hộ quyên góp của các tổ chức trên địa bàn huyện cũng như là trong tỉnh để tạo được công ăn việc làm cho nhiều đối tượng là người khuyết tật trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống, không giảm bớt được cái gánh nặng trong gia đình. Hiện nay huyện Vân Hồ có hơn 800 người khuyết tật, hầu hết có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng phần lớn họ đều tự vươn lên, hòa nhập cộng đồng và khẳng định giá trị của bản thân với gia đình và cộng đồng xã hội. Đồng hành và chia sẻ cùng người khuyết tật trong cuộc sống không chỉ là sự quan tâm, chính sách ưu đãi của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, mà hơn cả tình thương, sự cảm thông là nguồn sức mạnh to lớn thúc đẩy người khuyết tật nỗ lực vươn lên. Quý vị và các bạn thân mến, với diện tích tự nhiên hơn 97.984 ha, có tuyến giao thông quốc lộ 6 đi qua cùng những điều kiện lý tưởng về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Thời gian qua, huyện Vân Hồ đã phát huy những tiềm năng lợi thế này để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với nguồn vốn các chương trình, dự án do nhà nước và địa phương hỗ trợ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư, phát triển nhiều mô hình nông nghiệp, du lịch dịch vụ cho thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu đồng trên năm. Trong đó phải kể đến những nông dân ở xã Triềng Khoa, xã nông thôn mới đầu tiên của huyện. Là xã thuần nông nên phát triển nông nghiệp vẫn được coi là kinh tế mũi nhọn ở Triềng Khoa. Nhưng khác ở chỗ, thay vì canh tác đơn lẻ, bà con ở đây đã biết liên kết lại với nhau, thành lập hợp tác xã để phát triển bền vững. Cùng với đó là đổi mới tập quán canh tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến thăm hợp tác xã nông nghiệp du lịch Phiêng Ngân, sự đổi thay trong đời sống của 25 thành viên hợp tác xã khiến nhiều nông dân phải ngưỡng mộ. Từ khi thành lập vào năm 2021 đến nay, các thành viên hợp tác xã đã được Hội Nông dân huyện, xã và đặc biệt là dự án GRADE đưa đi tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài huyện, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, hướng dẫn quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị nông sản ở địa phương, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho các thành viên. Đến nay, toàn hợp tác xã đang phát triển và sản xuất 32 hectare chè, 6 hectare cam, 5 hectare rau củ theo hướng hữu cơ và tiêu chuẩn Việt Gáp. Năm 2023, sau khi trừ chi phí, mỗi thành viên thu về từ 150 đến 300 triệu đồng. Được các chủ trương của nhà nước thúc đẩy, đến năm 2021 tôi thành lập hợp tác xã hoa quả sạch Phiêng Ngân, và từ đấy qua cái thực tế thì chúng tôi học được nhiều bài học. Sau 2022 tôi được tham gia Hội Nông dân, nên là tôi được đi tập huấn và được Phòng Nông nghiệp huyện Vân Hồ giúp đỡ, là được hỗ trợ chúng tôi làm được Việt Gáp. Làm hợp tác xã thì có thay đổi rõ rệt mà dân cũng phấn khởi, ổn định đời sống cho bà con. Bên cạnh lợi thế về nông nghiệp, Triềng Khoa còn được thiên nhiên ưu ái, một khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan đặc trưng với những cánh rừng nguyên sinh và thác suối tự nhiên. Trong đó, thác Nàng Tiên, một trong những điểm du lịch nổi tiếng với mệnh danh Tuyệt Tình Cốc, đã được xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh vào năm 2018. Bằng nội lực trong dân, các hội viên chi hội nông dân bản Nà Chá đã mạnh dạn góp vốn, thành lập hợp tác xã nông nghiệp du lịch dịch vụ thác Nàng Tiên. Trải qua thời gian đầu tư với những khó khăn về kinh nghiệm, cách thức làm du lịch và cả vốn đầu tư, nhưng được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền xã và đặc biệt là Hội Nông dân đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã huyện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Từ khi hợp tác xã đi vào hoạt động ổn định, không chỉ tạo cảnh quan môi trường thêm xanh sạch đẹp, mà còn nhiều dịch vụ cũng được triển khai đáp ứng nhu cầu của du khách như lưu trú, ăn uống, thuê trang phục, đạo cụ khi đến tham quan tại thác. Riêng trong quý 1 năm nay,
hợp tác xã đã đón trên 9.000 lượt khách du lịch. Năm 2023, thu nhập bình quân một thành viên hợp tác xã dao động từ 100 đến 120 triệu đồng. Đây là được bên hội nông dân xã nữa là cũng tạo điều kiện cho làm du lịch thác Nà Tiên, nên là cũng bắt bước đầu thì anh em cũng trong 16 thành viên là trong hội nông dân làm cái khu du lịch bắt đầu từ năm 19 thì anh em bắt đầu làm thì nó cũng vất vả về kinh phí. Thứ hai nữa là chưa hiểu nắm bắt về du lịch, được sự quan tâm của đảng cấp ủy chi bộ, đảng ủy xã, xong hội nông dân xã cũng để phát triển du lịch. Bên chúng tôi cũng cầu mong là sắp tới này có một lớp tập huấn cho anh em để nắm được hiểu biết về du lịch. Em thấy lên đến đây thì phong cảnh rất là đẹp, hùng vĩ, thời tiết thì rất là dễ chịu và sân trong lành, rất là thích ạ. Đây là lần đầu tiên mình đến với thác Nà Tiên, thì sau khoảng tầm 2 tiếng đi, khoảng tầm 2 tiếng mới đến nơi thì mình thấy là rất chi là xứng đáng, phong cảnh rất chi là đẹp. Cùng với tinh thần tự lực vươn lên của mỗi hội viên, không thể không nhắc tới vai trò của tổ chức hội nông dân xã. Mưa dầm thấm lâu, bằng cách tuyên truyền, vận động với những minh chứng con người cụ thể đã phát triển kinh tế thành công. Hội nông dân xã đã khuyến khích hội viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung, chuyên canh, gắn với hình thành vùng nguyên liệu, phục vụ các nhà máy chế biến trên địa bàn. Hàng chục hecta đất kém hiệu quả hoặc đất trống được hội viên cải tạo để trồng rau an toàn, lựa chọn cây con giống mới có năng suất cao, chịu hạn tốt vào sản xuất, gắn với ứng dụng công nghệ mới như tưới phun sương, tưới nhỏ giọt, làm nhà màng, nhà lưới. Đồng thời đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho nông dân vay vốn đầu tư giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, phân bón. Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hiện nay toàn xã có trên 250 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Số hội viên nông dân có thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng trở lên ngày càng tăng. Đối với hội nông dân xã Trường Khoa của chúng tôi thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng thực hiện cái nghị quyết đại hội của xã, thì thực hiện tập trung vào là phát triển kinh tế, chủ yếu là tập trung phát triển kinh tế cho hội viên, là thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Những năm tiếp theo thì chúng tôi cũng tiếp tục vận động nhân dân là tiếp tục thay đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào để tập trung sản xuất. Thì chúng tôi cũng hướng tới là thực hiện cái nghị quyết của đại hội là phát triển cho hội viên là theo hướng là đoàn kết và phát triển cái mô hình phát triển kinh tế kết hợp với du lịch tại địa phương, hướng tới là tập huấn cho hội viên về các chương trình của huyện cũng như của hội cấp trên đề ra, và từ đó chúng tôi cũng sẽ xây dựng một số mô hình kết hợp với nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách và lại một số mô hình của quỹ hỗ trợ nông dân. Đối với mô hình về phát triển Việt Gáp thì chúng tôi cũng đang phối hợp với hội nông dân tư vấn cho một hợp tác xã là hợp tác xã Phiên Ngân sẽ kết hợp với một số chương trình của VFF của tỉnh là sẽ xây dựng cái thương hiệu Việt Gáp cho sản phẩm cam của hợp tác xã. Phát huy vai trò chủ thể của mình trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch dịch vụ, những hội viên nông dân Trường Khoa hôm nay đã và đang đổi mới trong cả tư duy lẫn cách thức triển khai thực hiện để minh chứng cho ý chí, tinh thần quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Tin rằng với truyền thống đoàn kết cùng những định hướng kịp thời sát với điều kiện thực tiễn tại địa phương, những hội viên nông dân ở Trường Khoa không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình mà còn đóng góp tích cực cho xã nhà trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, giữ vững các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và sớm đưa Trường Khoa về đích xã nông thôn mới nâng cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở Nguyễn Văn Hồ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.